59 người đẹp Hoa hậu Thế giới Việt Nam tập luyện cho show thời trang. Top 59 thí sinh đang tích cực tập luyện để tham gia trình diễn thời trang ở sự kiện Việt Nam Beauty Fashion Fest thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Một ngày trước khi sự kiện Việt Nam Beauty Fashion Fest thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Top 59 thí sinh tích cực tập luyện catwalk, đồng diễn với các huấn luyện viên. Các người đẹp diện đồ thể thao năng động, trang điểm nhẹ và sải bước trên những đôi giày cao gót. Đây là lần đầu tiên 59 thí sinh có cơ hội trình diễn các thiết kế nằm trong những bộ sưu tập thời trang đến từ nhiều nhà thiết kế đỉnh đám trong nước, gồm Nguyễn Minh Tuấn, Tăng Thành Công và Hà Duy. Với bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, Á hậu Phương Nhi và Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ đảm nhận vai trò First Face và Vedette. Hoa hậu Lương Thùy Linh, Thanh Thủy cũng sẽ trình diễn ở vị trí quan trọng cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Tăng Thành Công. Bộ sưu tập của nhà thiết kế Hà Duy sẽ được trình làng tới khán giả bằng màn trình diễn của cặp đôi First Face gồm Á hậu Trịnh Thùy Linh và Ngọc Hằng. Gương mặt đảm nhiệm vị trí vedette là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ông Hoàng Nhật Nam, đạo diễn của Việt Nam Beauty Fashion Fest cho biết đây sẽ là show diễn của những người có những vẻ đẹp hình thể khác nhau. Đó có thể là vẻ đẹp của sự lệch chuẩn, không theo một chuẩn mực nào cả, là nơi phô diễn những tài năng tâm huyết nhất. Cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Thế giới Việt Nam đang bước vào những vòng thi phụ và chuẩn bị cho đêm chung khảo diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 6. Tại mùa giải năm nay, hội đồng ban giám khảo gồm bà Phạm Kim Dung, kiêm trưởng ban tổ chức, Hoa hậu Lương Thùy Linh, phó trưởng ban, Hoa hậu Trần Tiểu Vi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và diễn viên Vân Trang. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Quy Nhơn, Bình Định. Hoa hậu Mai Phương sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.